Mấy hôm trước mình có quay với các em đi lấy măng á. Hôm nay mình đi theo em nó lên núi rồi nha. Thấy em nó đi, mình đi theo nè. Đi nhanh với ai? Hả? Đợi đi với. Chuyên nghiệp quá. Đi nhanh nha. Quá chuyên nghiệp, đi nhanh quá nhanh à. Có nghĩa là măng rừng thôi hả? Dẹp lão cánh nó gì mà khó. Ai vậy? Dẹp lão cánh nó cành thái á. Đây cũng có mớ người đi ha. Ta cũng đang ta cũng đi lấy măng rừng luôn ha. Đi lâu chưa mà nhiều chưa? Đi sáng. Đi từ sáng. Sống ở miền núi. Đây nè. Cũng đi lấy măng không ha? Dạ. Nặng không? Đi từ sáng sớm luôn. Cái này được mấy chục ký? Cả ba mấy. Cả ba mấy ký hả? Tôi cho ba đậu á. Hả? Wow. Đây người nữa nè. Wow. Còn nữa không? Hay là hết rồi? Trời ơi, cụ già. Ôi chà. Ba dàn nàng này. Được không? Được không? Anh được. Mình thấy mình nước là nó tách chít luôn. Đó là nó đi dùng. Quá trời. Quá trời chân năng này. Sống miền núi. Sống có biết mấy chục ký? Mấy chục ký đó ôi, thằng Tăng cho gan nhiều đó, bữa nay phải cho gan không chết luôn rồi. Vậy hả? Ôi, ôi, ok. Đau. Quá trời luôn. Tiếp theo mình đi theo em nói cả nhà. Em nói lên. Em đi nhanh quá nhanh đây.
lắm mình bỏ nhét được. Lên nữa không hay tới đó à? Lên nữa hả? Xa không? Bằng bằng đây xuống đó không? Trơn lắm cả nhà. Ồ vậy mà mấy người đó gánh xuống hay vậy trời. Hả? Trơn vậy mà mấy người đó gánh được hay quá. Trơn lắm trời. Quá trơn luôn. Sao mình đi không nổi cả nhà ơi. Đường nó dốc vậy nè, dốc đứng lắm cả nhà ơi. Đó, dốc đứng luôn. Quá trời dốc đứng luôn. Đến đây mình đi không kịp em đi mất tiêu luôn rồi cả nhà. Giờ mình xuống dưới đó mình ngồi mình đợi thôi chứ sao giờ. Woo! Woo! Mất tiêu rồi, dốc quá cả nhà, đi ngủ rất là dốc. Đi theo em nó lấy măng mình đi không kịp em nó mất dấu nha cả nhà. Mà mình xuống cánh đồng thì mình thấy có đồng bào và người ta đang chuẩn bị cũng đi về. Rồi sao về ơi? Về hả? Không làm nữa hả? Nghỉ rồi. Đi theo em nó lấy măng nhưng mà đúng là quá gian nan cả nhà, mình chịu thua. Vừa trơn mà vừa dốc nữa, mình đi không nổi. Phải đánh chịu xuống thôi. Tiếp theo này mình quay cái đời sống đồng bào ở dưới đồng. Lấy cỏ ra, cỏ cho họ. Cái thúng này đựng cái gì mà nhiều quá vậy? Thúng này đựng đậu phộng. Đựng đậu phộng ha? Dạ. À, nhổ xong rồi hả? Nhổ xong rồi. Đ-
Được đó, có bao này thôi hả? Được hai bao. Được hai bao. Dạ. Hai bao. Rồi, nước nóng vậy hôm qua nó có uống không? Nóng quá. Nắng quá thì mà không nổi, mà mưa quá hư luôn. Hư luôn. Hư hết luôn. Đời sống. Rồi bây giờ giờ trưa rồi, bà con ta chúng mình về. Ôi đi. Về con đường cũ ha. Đi theo một đoạn với ảnh con đường này cho cả nhà xem con đường tơ lụa. Con đường này thì rất đẹp rồi đó, nhưng mà mình sẽ qua một mảnh đời khác nữa nha cả nhà. Đi theo ảnh một đoạn thôi. Quá đẹp, một cái nông thôn mà. Đời sống của đồng bào miền núi. Chưa rồi, để mình coi còn ai làm cái gì nhớ mình quay cho cả nhà xem nha. Giờ mình đi qua nha. Ở đây đám ruộng này có một nhóm người đang nhổ đậu nữa cả nhà, đang thu hoạch đậu. Vì những cơn bão làm ngập úng nên đồng bào ta nhổ sớm. Bây giờ mình đi quay cho cả nhà xem đồng bào đang nhổ đậu nha. Thấy có một nhóm người đang nhổ đậu đây. Đi cho cả nhà. Nhổ đậu quạch úng á. Nhập úng hết trơn. Qua mấy bão nhập úng hết trơn cả nhà.
Ngập úng hết trơn hả? Ngập hết rồi. Ngập hết rồi. Đồng bào nhổ cho con nhổ cho kịp nước. Nắng quá thì sống không nổi rồi, mưa thì úng luôn hả? Rồi bữa nay nhổ được con bao hả? Bao à? Dạ, giờ về ăn cơm. À, nhổ từ sáng sớm tới giờ. Dạ. Được bao? Được bao ăn thì mở ta hết 2 thùng nữa. À. Rồi úng hết trơn luôn nè cả nhà ơi. Úi hết rồi nè. Úng hết trơn luôn à. Qua cơn bão một là úng hết trơn luôn nè. Ừ hết rồi. Bỏ nhiều quá ha. Bỏ nhiều quá, thúi hết trơn rồi. Thúi hết trơn rồi. Đi ra cả nhà. Bây giờ chưa bà con đi nghỉ. Hư hết, đậu hư hết rồi. Đói bụng không? Đói chưa? Đói. Không đem cơm theo ăn hả? Đời sống đồng bào ở vùng sâu luôn. Quá khổ à. Quá gian nan. Dạ. Mệt không? Mệt. Mệt. Mệt nên đói tiếp. Mệt mà còn đói nữa. Khoai mì. Đâu khoai mì hả? Cứ đem theo khoai mì hả? Cứ đâu nâng tóc. Bộ về hả? À, đây còn không á. Nhưng mà vẫn đẹp, nét truyền thống của đồng bào này. Quá đẹp, sát. Ra đồng nữa nè. Đi nhổ đồng nữa hay gì? Quá tốt. Rồi, theo mình đi qua một cái mảng cũng nhổ đầu nó bên kia nè cả nhà. Giờ mình đi qua đó nha cả nhà. Thấy bên đó cũng có điểm nhỏ nữa nè. Canh
Nhậu khoai mì hả chị? Hư hết rồi hả? Nước ngập mà úng hết trơn hả? Hư hết rồi nè. Mưa ngập vậy đó nó thúi hả chị? Được nhiều không? Còn cây không hả? Chứ cũ ít quá hả? Hết trơn rồi. Quá mưa. Tiếp theo mình đi qua bên kia nữa cho nhà. Đá nó vàng hết trơn rồi, nước nó ngập có 2 đêm hả? Úng hết trơn. Úng hết trơn rồi, nhổ luôn hả? Chưa rồi, về ăn cơm đi. Không về ăn cơm chưa sao? Chưa đói. Rồi, mưa bão úng nước luôn hả? Bây giờ mình phải nhổ hả chị? Nhiều không? Thế là nó cũng còn được. Dạ còn được. Quá trời luôn rồi nè. Bão úng hết rồi. Rồi xong cô đồng bào ở vùng núi. Quá gian nan. Má. Vậy mà ai xin? Vậy mà ai giùm tao? Vậy mà ai xin giùm tao?
hết hết đám ruộng này qua đầu này của anh ha. Rồi năm nay thì sao? Trúng không? Năm nay thì sao? Trúng không? Hay là... Gặp nước hết trơn rồi nè. Mình phải nhổ ha. Không để nó úng anh ha. Rồi năm nay đỡ hơn năm ngoái không? Chưa biết nữa. Chưa biết ha. Hết luôn. Biết nói tiếng Việt Nam không? Không biết đâu, biết chút chút nữa. Biết chút chút. Lộc Chi Tôn, vô kênh Lộc Chi Tôn gặp. Ghi vô Lộc Chi Tôn. Thank you.